Rồi không đi hả? Đi. Nó gần mà. Gần lắm cô. Cô cháu mình lên chụp vài tấm hình mình xuống. Anh chị đọc hả? Bảy giờ về hả? Mấy năm trước đi cái mộ nó cũng nhìn nó sơ sát quá. Ở trên cái đồi. Có nhiều nơi lắm cô. Ở trong chỗ chỗ mà nhà mà sơ á, chỗ mộ. Chỗ mà bệnh viện hồi xưa đó thì cũng có mộ nữa. Dạ, rồi ở đây cũng có mộ. Rồi đâu sao đâu? Dạ, lên tới đây là dốc Mộng Cầm. Dốc Mộng Cầm hả? Dạ, dốc Mộng Cầm. Rồi quẹo phải lên đó thì lên cầu thang đó, lên mộ của nhà Văn. Phải đi nghiêng về trước. Mình đi lên dốc cái hết lận nè. Dạ, lên dốc là hết lận nè. Hôm nay sẽ có độn nhiều không sư? Hết độn rồi. Chưa có độn nhiều không? Không. Độn nhiều lớp áo. Không. Mấy bữa con độn có chừng mấy cô tưởng con mập. Ai ngờ con độn ra cho con không ấm nhiều gì hả con? Con ấm nhiều gì hả con? Vô tới đây nó ấm rồi. Dạ. Bởi càng đi ra ngoài thì càng mặc đồ nhiều vô. Dạ. Vô trở về đây thì càng lớp. Lỡ. Dạ. Từ từ. Lên dốc đẹp ha. Dạ, lên dốc. Bữa trước con đi buổi tối. Đường lên dốc đá đó, trong bài hát. À, đường lên dốc đá này nè hả? Lên dốc đá nửa đêm trăng tài. Tôi hát ghê. Nhớ câu chuyện xưa, lầu ông hoàng đó, có nơi chân hàng mặt tư đá. Ở ngoài đây sao đẹp quá ha, bên núi bên đồi. Bởi vì nhà mới có nhà văn nhà thơ sức mạnh. Đây nè, tí không có thấy. Để xéo xéo quá. Dốc Mộng Cầm. Cô trên cầu thang mà cô. Là lên đó đó hả? Đó, gần đá nữa đó. Đó, đường lên hồ mộ hàng tử. Đi lên đó cô, đi lên là tới rồi đó. Đây cái mộ á hả? Dạ. Đó biển á. Trời ơi đẹp quá. Cô có lên không? Thôi tới đây thôi cô. Dạ. Lên chảnh đi. Lên chảnh chỉ có đi. Rồi. Bên là biển. Biển rất là đẹp. Bên là biển. Đẹp quá ha. Biển này tắm được không hay cơ? Biển này để tham quan thôi ha. Còn ở bên kia là tắm. Bên đó đó cô, bên đó đó là tà biển. Có tắm hả? Dạ, có tắm biển luôn. Con lên qua chỗ này mấy lần tắm bên đó đó. À, vậy hả? Dạ. À, nhà thờ ở đây đây ha. Dạ. Nhà thờ núi. Hồi xưa đâu có đâu. Hồi xưa chỉ có có đường đất hả qua ở đường đất đúng rồi bữa nay làm lạ lại rồi ở đường này đi xuống dưới là bãi tắm hoàng hậu. Dạ. Xuống biển luôn mà tắm hoàng hậu mộ này đó đi vô chưa có ấy vậy. Bên là núi, còn một bên là biển.
sinh đó. Bên đây là mộ. 7 giờ rồi à, thôi mình đi lên đi. Mà không ta chờ mình. Đang lên đi. Nguyên hình đi. Nguyên hình đi. Biển đẹp quá nha. Múc ngoài kia.